Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đỏ chợ ô tô Hòa Bình, địa chỉ 549 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, thành phố Hà Nội. Sau đây mình sẽ giới thiệu những mẫu xe mới về nhất ở chỗ cửa hàng mình. Sau đây là chiếc xe đầu tiên, là chiếc xe Fortuner sản xuất 2012, bản 2 cầu số tự động, máy xăng, màu đen. Bên mình đang có giá bán là 435 triệu. Tiếp theo đây là chiếc xe Prado sản xuất 2007, xe tuy đời thấp nhưng mà còn rất là mới. Con này mình đang có giá bán là khoảng 580 triệu. Tiếp theo đây là chiếc xe nhìn rất là hầm hố mà giá cũng không quá đắt, đó là chiếc GL500, đã độ lên GL600. Bên mình đang có giá bán là khoảng 2 tỷ 280 triệu. So với giá mới thì thực sự đây là một chiếc xe đã khấu hao rất nhiều, mới dao động vào đăng ký xong vào khoảng 7 tỷ, mà bây giờ chỉ có hơn 2 tỷ một tí này, rất hợp lý. Tiếp theo đây là chiếc xe cũng siêu lướt, chiếc CX5 sản xuất 2018, bản 2.5, một cầu. Bên mình đang có giá bán là 820 triệu. Và tiếp theo đây cũng là một chiếc Camry siêu lướt và màu cũng rất là độc đáo, đó là màu đỏ Bordeaux. Bản con này của mình là sản xuất 2020, nhập Thái, bản 2.5Q và xe đi rất ít, đi vào khoảng 1 vạn 6 km thôi. Bên mình đang có giá bán là 1 tỷ 220 triệu. Bên tay phải mình đây đó là chiếc xe Camry Mỹ bản 3.5 sản xuất 2009, đăng ký 2010, xe cực mới. Bên mình đang có giá bán là hơn 500 một tí thôi. Đây là chiếc xe BMW 730, đời tuy thấp nhưng mà trông vẫn còn rất ngon. Xe này bên mình đang có giá bán là khoảng hơn 600 thôi. Tiếp theo đây là chiếc CRV sản xuất 2012, xe Việt Nam. Bên mình đang có giá bán là 495 triệu. Mời các bạn xuống tiếp hàng sau đi. Đây là con lại là một chiếc Lex RX 350 sản xuất 2009, màu vàng cát, nội thất kem. Bên mình đang có giá bán là 980 triệu thôi. Bên cạnh mình đây lại là chiếc xe Camry màu vàng cát bản 2.0, xe Việt Nam, xe đẹp và biển cũng tương đối là dễ nhìn. Bên mình đang có giá bán là 630 triệu. Và đây là chiếc xe Mazda 6 bản 2.0, bản Pre sản xuất 2017. Con này 2017 đâu. Bên mình đang có giá bán vào 680 triệu. Bên tay trái mình đây là chiếc xe RAV4 sản xuất 2014, nhập Nhật. Bên mình đang có giá bán dao động vào khoảng 1 tỷ thôi. Và bên cạnh mình đây là chiếc xe thương hiệu của nước nhà mình đây, đó là VinFast, sản xuất 2020, xe đi cũng tương đối là ít, khoảng hơn 2 vạn. Bản Pre, bản cao cấp nhất của dòng này, hai cầu và full đồ. Bên mình đang có giá bán là khoảng 1 tỷ 150 triệu. Tiếp theo đây là chiếc xe Fortuner máy dầu sản xuất 2015, số sàn biển tỉnh, mình đã rút hồ sơ rồi. Con này bên mình đang có giá bán vào khoảng hơn 600 một tí. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho quý vị và các bạn những mẫu xe mới về nhất ở chợ ô tô Hòa Bình.
Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu cần tìm hiểu kỹ hơn thì hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình hoặc theo số điện thoại của mình là 0395978888. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn và tạm biệt.